đang tính đây. Yêu em thiệt lòng anh cũng đâu có tính nhây, nhưng mà khổ nổi cái mọi thứ khổ mỗi cái, còn ông bà cứ hối chừng nào có cho ẩm đây. Nên là anh cũng ráng yên tâm đi em, để chờ nào nó cũng đáng. Chắc là khi đông qua hay là lúc thu sang thì mình cũng sẽ cưới, chứ không phải đàng hoàng. Lấy em về thì anh đây xin hứa đến cái chuyện nhà cửa, nói thiệt em khỏi lo. Điền nấu cơm giặt đồ hay rửa chén em cứ để cho anh. Nếu như cảm thấy khó những cái chuyện cưới em mà anh còn dám làm, thì có gì trên đời anh cảm thấy khó đâu. Nói vậy thôi, giờ tôi hiền muốn chết, nếu mà giữ cũng được, miễn mình phải có nhau là được rồi ní he. Thích tính không?